cứ cứ nghĩ mình là chồng là cha ăn trên ngồi gồi, cái chỉ ngón tay này chỉ ngón tay nọ đại khái, thì muốn bỏ cái đó chỉ có ngồi thiền đó, là buông bỏ. Khi ngồi thiền anh quán chiếu lại, ví dụ như sáng sớm anh ngồi thức thức dậy phải không, 15 phút trước khi đi làm đi, rồi xong để mình plan cái chuyện làm tới chiều á, tới chiều cái anh về anh ngồi nửa tiếng, cái anh nhớ lại hồi sáng sớm anh làm gì, tôi chà răng, anh phải nhớ cho rõ tôi, anh chà răng bằng loại kem gì phải không, rồi bỏ bao nhiêu kem, tức là anh nghĩ từ chi tiết li ti chừng nào á. Rồi cái tôi ra tôi để máy xe, rồi tôi kêu con tôi thức, rồi tôi chửi vợ tôi tại sao bà lại quên này kia phải không. Cái anh nhớ rõ những cái tốt cái xấu trong ngày, từ từng theo mỗi thời khắc, 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, rồi từ đó anh mới sửa được. Chứ còn anh để những cái chuyện nó xảy ra một ngày, anh không nhớ, không có review lại, không có ôn lại, thì nó uổng phí một đời người. Mỗi ngày mình già đúng không, anh mà thi thử máu rồi, là cái là anh thay đổi người khác rồi, hễ mà có chứng bệnh thôi là tóc mình bạc. Đó là anh phải ngồi lại 15 phút để anh ôn lại coi trong ngày anh làm gì, thì trong đó anh sẽ thấy những cái sai, trong đó anh sẽ thấy những cái tội của anh hơi nhiều á, thì anh mới bỏ được. Thế còn anh mà cứ làm ông làm cha tối ngày mà không có ngồi tĩnh tâm để mà chiếu ngược lại mình làm gì, giống như không học bài thì phải ôn bài, phải phải đi thi chứ.